Thưa quý vị và các bạn, hãy lựa chọn cho mình một biện pháp tránh thai phù hợp để tránh mang thai ngoài ý muốn là thông điệp thiết thực, bởi hiện nay tình trạng mang thai ngoài ý muốn, phá thai đang trở nên đáng báo động ở tuổi vị thành niên. Hưởng ứng Ngày Tránh Thai Thế Giới ngày 26 tháng 9, nhiều hoạt động đã được tổ chức nhằm khơi dậy trách nhiệm của giới trẻ trong việc quan hệ tình dục an toàn và chủ động tránh thai. Buổi truyền thông nâng cao kiến thức trong chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đối tượng vị thành niên tại trường cao đẳng nghề Điện Biên, cán bộ dân số Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ đã cung cấp những kiến thức cơ bản trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao nhận thức cho vị thành niên về quan hệ tình dục an toàn và chủ động các biện pháp tránh thai. Bọn em có một chút e ngại về tuổi vị thành niên là về vấn đề sức khỏe và sinh sản. Sau buổi tuyên truyền hôm nay thì bọn em sẽ có những kiến thức bảo vệ chính mình và bạn khác giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam đang đứng đầu khu vực Đông Nam Á và thứ 5 thế giới về tình trạng nạo phá thai, với từ 250 đến 300.000 ca mỗi năm. Tình trạng quan hệ tình dục sớm, thiếu kiến thức về quan hệ tình dục an toàn ở độ tuổi vị thành niên thường dẫn đến tình trạng mang thai ngoài ý muốn, phá thai và nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đáng báo động hơn khi tỷ lệ vô sinh thứ phát do nạo phá thai chiếm đến 20% trường hợp vô sinh, trong đó chiếm 70% là phá thai ở tuổi vị thành niên. Theo báo cáo chưa đầy đủ ấy, thì hiện tại tỉnh Điện Biên ấy, hàng năm cái số phụ nữ có thai khoảng 13 đến 14.000 phụ nữ có thai, thì cái con số phá thai chưa đầy đủ ấy, thì khoảng 1.000 đến 1.100. Như vậy thì chúng tôi tính toán cái tỷ lệ mà các ca phá thai trên cái tổng số người mang thai khoảng 7,2%. Tất nhiên đây là con số mà báo cáo theo con đường thông thường. Thế còn có những cái vụ phá thai mà chúng tôi cũng không được biết và không được báo cáo. Thì đặc biệt là ở những cái ca phá thai ở lứa tuổi vị thành niên do là các em bị lỡ kế hoạch, rồi là do mặc cảm nên có thể là phá thai ở những cái cơ sở y tế tư nhân mà chúng tôi không được báo cáo. Các buổi sinh hoạt ngoại khóa được tổ chức tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh là hoạt động thiết thực để nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản và hạn chế tình trạng nạo phá thai đang ngày càng gia tăng ở giới trẻ hiện nay. Với những kiến thức được trang bị và buổi thuyết trình hôm nay thì em đã trang bị cho mình được kiến thức về phòng tránh những bệnh liên quan đến tình dục và sẽ có biện pháp bảo vệ hợp lý nhất, tránh tình trạng phá thai trước hôn nhân. Ngoài việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trường chuyên nghiệp, các cơ quan chuyên môn và chính quyền các địa phương cần tiếp tục quan tâm công tác dân số trong tình hình mới, trong đó chú trọng triển khai chương trình giáo dục cho thanh niên trước kết hôn, chương trình truyền thông giáo dục giới tính cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, kết hợp với cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản và dịch vụ phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho vị thành niên, thanh niên, nhằm trang bị thêm kiến thức kỹ năng về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe giới tính vì lợi ích của chính mình và cộng đồng.